Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai sinh con ra cũng đều luôn mong con mình khỏe mạnh lớn khôn. Chỉ cần đứa trẻ trong nhà ốm đau bệnh tật, dù chỉ là hắt hơi sổ mũi thôi, cha mẹ cũng đã lo lắng không yên. Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ốm yếu bệnh tật thì rất có thể là do phong thủy nhà ở không được tốt. Vậy phong thủy nhà ở và sức khỏe của trẻ nhỏ có mối quan hệ như thế nào? Tại sao phong thủy nhà ở không tốt lại ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ? Hãy tìm hiểu ngay 9 lỗi phong thủy nhà ở khiến cho trẻ nhỏ trong nhà hay đau ốm trong chương trình ngày hôm nay. Nếu như nhà quý vị nào mà lỡ phạm phải lỗi này thì cố gắng khắc phục ngay, đừng để sự thiếu hiểu biết khiến cho con cháu mình phải chịu khổ. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là đèn nằm thẳng ở phía trên giường ngủ. Nhiều người khi trang trí nhà cửa thường lắp đèn chùm hay đèn chiếu sáng ở ngay phía trên giường ngủ hay đặt kệ sách ở trên đầu giường. Đây đều là những lỗi cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ bởi nó sẽ có hại cho sức khỏe của gia chủ. Nếu trần nhà ở phía trên giường có vật gì áp thẳng xuống dưới giường thì sẽ khiến cho người nằm ngủ phía dưới bị áp lực tâm lý, dễ dẫn đến những hệ quả không lành như mệt mỏi, khó ngủ, mất ngủ. Vì thế, khi trang trí nhà cửa, nhất là phòng trẻ, các bạn cần phải chú ý để không gian phía trên giường ngủ thông thoáng, lựa chọn đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ, như thế sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ. Thứ hai là gương chiếu thẳng vào giường ngủ. Nếu biết lợi dụng đặc điểm phong thủy của gương và sử dụng nó đúng cách thì có thể tăng thêm vận may phong thủy hoặc cải thiện phong thủy nhà ở. Tuy nhiên, nếu dùng sai cách thì sẽ gây ra nhiều tổn hại ở mức độ nhất định đối với gia chủ. Lắp gương chiếu thẳng vào giường là một đại kỵ trong phong thủy phòng ngủ, có thể khiến cho những thứ xấu xa bùa vây người nằm ngủ ở đó. Thêm nữa, nửa đêm thức giấc đang mơ màng mà nhìn thấy bóng mình ở trong gương, những người yếu bóng vía có thể sẽ bị tác động lớn đến tâm lý, nhất là trẻ nhỏ lại càng yếu ớt thì tác hại sẽ càng lớn hơn. Thứ ba là phòng ngủ có ban công. Rất nhiều gia đình thích có ban công hay cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, tạo cảm giác khoáng đạt, thông thoáng cho phòng ngủ. Tuy nhiên, theo phong thủy đời sống thì điều này vô tình không tốt cho sức khỏe của gia chủ. Trong quá trình ngủ, năng lượng sẽ theo đó mà thất thoát khá nhiều, trẻ nhỏ lại càng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng, ngủ dậy dễ mệt mỏi, quấy khóc. Nếu nhà bạn có thiết kế như trên thì tốt nhất nên lắp thêm rèm cửa dày để che kín ban công hay cửa sổ sát đất. Khi tỉnh dậy lại mở rèm ra để đón ánh sáng và không khí vào trong phòng thì sẽ tốt hơn. Thứ tư là sofa ở phòng khách thẳng ra cửa. Theo phong thủy phòng khách, vị trí và thiết kế của sofa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không được kê sofa đối diện với cửa phòng ngủ, cũng không được nhìn thẳng ra ngoài cửa lớn. Sofa thẳng với cửa phòng ngủ rất dễ ảnh hưởng tới không gian riêng tư của phòng ngủ. Còn khi sofa thẳng với cửa lớn thường sẽ không có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ trong nhà. Sofa có thiết kế không có thay vịn ở hai bên cũng không được tốt. Xét về yếu tố an toàn, trẻ nhỏ chơi đùa trên ghế dễ bị trượt ngã. Tốt nhất nếu không thể làm được tay vịn ở cả hai đầu sofa thì nên có ít nhất một bên. Bởi lẽ tay vịn của sofa cũng giống như khi ta kê sofa dựa vào tường, đều có ý nghĩa về điểm tựa, gia chủ có chỗ dựa thì mới an toàn, mới gặp nhiều may mắn, tốt cho con đường công danh sự nghiệp, công việc ổn định và ngày càng phát triển. Nếu sofa không có tay vịn, không có điểm tựa thì cũng giống như sự nghiệp thiếu đi bóng dáng quý nhân, tiến lùi đều gặp nhiều gian nan, còn không tốt cho sức khỏe của những người ở trong nhà. Thứ năm là trong phòng ngủ có quá nhiều đồ điện, đồ điện tử. Đời sống vật chất tăng lên, phòng ngủ giờ không chỉ đơn giản là nơi để ngủ nữa mà còn tích hợp thêm nhiều chức năng khác nhau. Nhiều gia đình lắp cả tivi, máy tính ở trong phòng ngủ để thoải mái giải trí ngay khi nằm trên giường. Song, nếu nhìn từ góc độ phong thủy học thì không nên để quá nhiều đồ điện tử trong phòng vì chúng sẽ sản sinh ra những bức xạ không tốt cho cơ thể con người.
Trẻ nhỏ rất dễ bị cuốn hút bởi những trò chơi trong máy tính hay phim ảnh chiếu trên TV, sẽ chỉ muốn chơi mà không chịu đi ngủ đúng giờ, về lâu về dài chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Thêm nữa, những đồ điện dùng xong không rút sạc ra rất dễ gây nguy hiểm, tốt nhất là nên hạn chế sử dụng đồ điện tử trong không gian phòng ngủ. Thứ 6 là ánh sáng không đủ. Ánh sáng trong phong thủy có tác dụng rất lớn. Đối với nhà ở thì ánh sáng càng đóng vai trò quan trọng, phòng không có ánh sáng sẽ rất âm u, thiếu sức sống. Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng con người có thấy ánh sáng thì tâm trạng sẽ tốt hơn trong đêm tối. Phòng tối tăm, thiếu ánh sáng dễ khiến cho con người mỏi mệt, tinh thần sa sút, suy nghĩ lung tung. Trẻ nhỏ như mầm cây non đang phát triển, phòng ở thiếu ánh sáng, về lâu về dài chắc chắn sẽ dẫn đến vấn đề về sức khỏe, khiến trẻ thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Thứ 7 là màu sắc ở phòng nặng nề, tối tăm. Khi trang trí nhà cửa, tốt nhất là nên chọn màu sắc tươi sáng, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Màu sắc có tác dụng rất lớn đến tâm lý của trẻ, đặc biệt là màu tối, đậm, thường khiến cho con người cảm thấy nặng nề và áp lực. Không chọn những màu sắc quá chói, nhưng càng không được dùng nhiều màu gam lạnh trong không gian nhà ở, màu sắc trang nhã là thích hợp nhất, vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa tốt cho sức khỏe. Thứ 8 là trước cửa nhà nhiều bụi bặm, không được vệ sinh. Thông thường, vấn đề vệ sinh môi trường nơi ở được mọi người vô cùng quan tâm. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, các cụ từ xưa đã dạy như vậy. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng sẽ tạo ra môi trường sống tốt, người ở đó cũng sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chỉ chú ý giữ vệ sinh trong nhà mình mà lại không quan tâm tới môi trường xung quanh. Nếu trước nhà nhiều rác bẩn hay môi trường quanh nơi ở nhiều bụi bặm thì sẽ vô tình khiến cho người sống ở đó nhiễm phải những trường khí xấu, chẳng những ảnh hưởng tới vận trình mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ. Trẻ nhỏ sức đề kháng kém càng dễ mắc bệnh khi sinh sống ở nơi không hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Tốt nhất là bạn nên chọn nơi ở có không gian thoáng đãng. Ngoài ra, khi dọn dẹp nhà cửa cũng cần phải chú ý dọn sạch xung quanh nhà, đặc biệt giữ cho khu vực trước cửa nhà sạch sẽ gọn gàng, tránh để những luồng khí xấu theo đó vào nhà, dễ khiến cho trẻ nhỏ mắc phải bệnh tật. Thứ 9 là phòng ăn đối diện với cửa ra vào. Nếu bạn đặt phòng ăn, bàn ăn đối diện với cửa ra vào thì cũng phạm phải lỗi phong thủy nhà ở. Điều này chẳng những khiến cho gia chủ dễ thất thoát tài lộc mà còn ảnh hưởng tới nguyên khí của người sống trong nhà. Phong thủy học luôn coi trọng việc luồng khí luân chuyển, song đại kỵ bị trực xung, trực sát. Bàn ăn, phòng ăn nằm trên một đường thẳng với cửa ra vào sẽ khiến cho người ngoài đứng từ cửa cũng sẽ nhìn thấy cảnh cả nhà dùng bữa, trẻ nhỏ thiếu tập trung, càng sẽ không chú ý ăn cơm, sức khỏe không được đảm bảo. Để tốt cho sức khỏe của con, cha mẹ nên di rời bàn ăn sang vị trí khác, đừng để phạm lỗi phong thủy mà không chịu sửa đổi. Quý vị thân mến, một đứa con là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng, là chất keo gắn kết tình cảm đôi lứa. Có thêm đứa trẻ, một gia đình mới trở nên hoàn chỉnh, mỹ mãn. Có lẽ hiếm có ai yêu nhau mà không muốn có chung một đứa con với người mình yêu để tình yêu được thăng hoa rực rỡ hơn. Chuyện mang thai khó nói thì cũng không hẳn là khó, nhưng nhiều khi nó phụ thuộc vào duyên phận. Với đa số các cặp vợ chồng thì đây là chuyện lớn trong dự định của hai người, cần đầu tư rất nhiều tâm sức. Có những cặp đôi càng muốn có con lại càng không thể có được. Kỳ thực, điều này có quan hệ mật thiết với phong thủy nơi bạn đang sinh sống. Và ngày hôm nay, hãy cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu những yếu tố phong thủy ảnh hưởng tới việc mang thai khiến bạn khó có bầu. Đầu tiên là thường xuyên thay đổi nơi ở. Ngày nay, số thanh niên đổ về thành phố làm việc ngày càng đông, phần lớn trong số đó phải đi thuê nhà ở. Có nhiều người cứ một thời gian lại thay đổi chỗ ở. Đó có thể là việc đặng chẳng đừng, bởi khi không phải nhà mình thì có rất nhiều điều không được như ý. Bản thân chúng ta cũng khó lòng quyết định được chuyện đi hay ở mà phải nghe theo ý kiến của chủ nhà. Tuy nhiên, chính việc thay đổi chỗ ở thường xuyên khiến cho phong thủy có ảnh hưởng rất xấu tới việc mang thai. Đến nơi ở mới, bạn sẽ phải mất một thời gian để thích ứng với trường khí mới. Thai nhi cũng như vậy, có người tưởng con cái không được vượng thì thai nhi rất khó có thể thích nghi được với các nguồn năng lượng mới. Theo quan niệm phong thủy, việc bạn an cư, môi trường sống ổn định sẽ có lợi cho việc mang thai và đón một đứa trẻ ra đời. Thứ hai là bố cục phòng ngủ không hợp lý.
Theo thuyết phong thủy nhà ở, phòng ngủ của thai phụ được ví như tử cung của người phụ nữ. Chính vì thế mà phòng ngủ của người phụ nữ sắp và đang mang thai phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản sau đây. Đầu tiên là phải thoáng gió, có ánh nắng vào trong phòng, không được quá nóng cũng không được quá lạnh. Thêm nữa, khi bố trí đồ đạc cũng cần phải chú ý đến những điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ, tránh để đồ đạc hỗn loạn, dễ sinh sát khí, tránh nằm ngủ dưới rầm nhà. Hình sát phong thủy sẽ sinh ra những nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng tới việc thụ thai cũng như sự phát triển của thai nhi sau này. Nếu bạn khó có thai, nên xem xét và bố trí lại kết cấu của phòng ngủ sao cho hợp phong thủy. Thứ ba là kinh kỵ về bố trí đồ đạc trong nhà. Trong nhà có phụ nữ có thai, bạn nên chú ý tới việc bố trí đồ đạc, tránh phạm phải 3 điều kiêng kỵ sau đây. Không nên tiến hành sửa sang nhà cửa, trang trí nội thất. Không nên di chuyển những đồ đạc có kích cỡ lớn trong nhà. Và không nên tùy tiện đóng, đập, đóng đinh vào trong đồ đạc. Đây cũng là những điều mà các bậc cha mẹ muốn có em bé cần phải lưu tâm, sẵn sàng cho việc thụ thai được diễn ra tốt đẹp. Trước khi có thai, hãy cố gắng hoàn thành những việc trên, tránh trong thời gian thai kỳ làm những việc đó ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Thứ tư là ban công đồ đạc bừa bộn. Theo thuyết phong thủy nhà ở, ban công được so sánh với con cái đời sau là lớp hậu nhân tiếp nối. Đối với phụ nữ có thai thì ban công còn đại diện cho các yếu tố di truyền cũng như tương lai phát triển sau này của thai nhi. Do đó, nếu bạn bố trí ban công hợp phong thủy để có lợi cho việc chào đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình mình. Đồ đạc ngoài ban công phải được sắp đặt gọn gàng, tốt nhất là tuân theo quy tắc bài trí trái động phải tính, trái lớn phải nhỏ. Ví dụ, máy giặt nên đặt bên trái và đồ lặt vặt nên xếp ở bên phải. Không nên để những đồ bị vỡ hỏng ngoài ban công, cũng đừng để ban công quá xích mẻ, nứt vỡ quá rõ ràng. Nếu xung quanh ban công có hình sát xung khắc, nhất định phải tìm cách hóa giải. Ví dụ, việc đường xung sát với nhà rất dễ tác động tới việc thụ thai, khiến bạn khó có con. Thứ năm là để đồ vật sắc nhọn bừa bãi trong nhà. Trong phong thủy, những đồ vật sắc nhọn không nên để ở những nơi dễ nhìn mà phải cất kỹ. Nếu những đồ dao kéo mà bạn thoải mái để bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy thì có thể sẽ khiến cho phụ nữ có thai gặp phải xui rủi, xuất huyết hoặc thậm chí sảy thai. Trong quá trình mang thai cũng có thể xảy ra rất nhiều tình huống nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tốt nhất là nên cất những đồ vật đó trong ngăn kéo hoặc tủ kín ở trong nhà. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.